Xin chào tất cả các bạn, mình là Sang và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu áo sơ mi mới của mình, đó là mẫu áo A351. Thì cái mẫu áo này có điều gì đặc biệt, bây giờ chúng ta phải làm lại gần hơn để xem chi tiết sản phẩm nhé. Đây là mẫu áo A351, thì nhìn sơ qua chúng ta sẽ thấy một cái mạc sản phẩm, một cái size ở trên và một cái mã. Thì đây cái mã sản phẩm này dùng để quản lý kho và nó có tên sản phẩm, size sản phẩm và mã sản phẩm luôn ha. Và bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Trong này nó sẽ nhìn sơ qua là một cái size ở đây nè. Nó có 3 size, đó là size XL, 2XL và 3XL. Thì với size 1XL nó chỉ dành cho người khoảng tầm 45kg đến 55kg thôi các bạn ha. Và chiều cao thì dưới 1m7 nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tháo hết cái mặt trước để cho các bạn xem. À, đây là mặt trước của sản phẩm với một cái màu trắng và có những cái vân dọc màu đen như thế này. Thì nhìn nó khá là chuyên nghiệp và rất là bắt mắt. Và chúng ta nhìn kỹ hơn chúng ta sẽ thấy đây là một cái chất liệu vải co giãn nha các bạn. Đây. Co giãn rất là thoải mái, khi mà chúng ta mặc thì bạn có ốm hay là mập một chút thì mặc cũng bình thường. Và khi mà vận động mạnh thì bạn vận động thì nó vẫn co giãn và ôm theo cơ thể một cách rất là thoải mái, chứ không hề bị gò bó như những cái chất liệu vải mà không co giãn nha. Và với cái phần cổ áo có những cái hụt nút như thế này thì chúng ta gài lên cao nó vẫn rất là dễ dàng với hụt nút bấm. Đây rất là dễ dàng. Cái phần giấy bên trong đây là một tấm giấy dày, thì để mình gấp cái áo lại để nó giữ form cái áo cho tốt, khi mà giao tới tay bạn thì đảm bảo cái áo nó vẫn còn form rất là tốt và không có bị nhầu nhiều bạn ha. Rồi bây giờ tiếp theo là cái phần tay áo. Thì đây là phần tay áo của sản phẩm với một cái đường vây ngang như thế này để tạo cái điểm nhấn cho sản phẩm, và cũng có nút bấm nữa các bạn ha. Đây, gài vào đây rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ lật qua mặt sau cho các bạn xem. Và đây là mặt sau của sản phẩm nè, một cái mặt sau đồng nhất với những đường vân dọc và cổ áo. Đây, phần cổ áo này các bạn thì bẻ lên hoặc là không bẻ nha, rất thoải mái với phần cổ áo này. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu một cái đặc tính rất là đặc biệt của sản phẩm này, đó là khả năng chống nhầu của nó. Thì vì sao gọi là chống nhầu? Chống nhầu tức là khi bạn vận động mạnh hoặc là bạn giặt cái áo này, bạn vò và bạn có những cái hoạt động mạnh với sản phẩm và có những đường gấp nếp với sản phẩm, thì khi sau đó bạn chỉ cần chải sản phẩm ra và vuốt nhẹ thì các bạn thấy một điều là nó không hề có một chút gọi là nhăn nheo hay là gấp nếp gì cả, mọi thứ rất là ổn với sản phẩm này. Dù cho bạn có vò nhiều hơn một chút nữa, sau đó bạn thả ra thì mọi thứ vẫn rất là ok, bạn không có tốn thời gian phải ủi cái áo này ha. Và khi giao sản phẩm này đến tay các bạn thì bên mình sẽ gấp cái áo theo phong cách này, gấp rất là gọn gàng như thế này, hai bên gấp vào và vẽ tay áo xuống cho bạn. Sau đó sẽ gấp ngược bên trên và có một cái thành phẩm là như thế này, một chiếc áo rất là gọn gàng. Và đó là tất cả những gì về chiếc áo A351 này. Các bạn có thể ấn mua ngay sản phẩm này trên trang của mình và nhớ là mua với cái đơn khoảng tầm 149.000 đồng để miễn phí vận chuyển nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.